Xin chào tất cả mọi người. Bài tập của phần này giúp chúng ta ôn lại phần ngữ pháp. Và phần ngữ pháp này nói về các giới từ Le Preposition khi chúng đứng trước tên của thành phố Devant les noms de ville và khi chúng đứng trước tên của các quốc gia Devant les noms de pays. Như vậy chúng ta ôn lại phần giáo khoa. Giới từ khi đứng trước tên của thành phố là giới từ A. Còn giới từ đứng trước tên của các quốc gia thì chúng ta có 3 giới từ. Nếu quốc gia là feminine giống cái, chúng ta dùng giới từ on. Nếu quốc gia là masculine giống đực, chúng ta dùng o, a, u. Và nếu quốc gia là một tên quốc gia số nhiều, chúng ta dùng a, u, x. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng tất cả các giới từ này để điền vào cái bài tập này. Số 1. Complete les phrases. Các bạn hãy bổ túc các câu sau đây. Ví dụ, người ta cho một cái câu như thế này. J'habite, tôi cư ngụ. Rồi Peru là tên của một quốc gia. Như vậy chúng ta thấy tên của quốc gia này là một quốc gia masculine bởi vì nó tận cùng bằng ký tự khác ơ. Thì chúng ta để chữ ô vào đây và người ta để sẵn cho mình. Rồi tôi cư ngụ ở Peru, ở thành phố Lima. Lima là tên của một thành phố. Thì chúng ta dùng giới từ A. J'habite au Peru, à Lima. Bây giờ câu A, tôi sinh ra ở Maroc, ở thành phố Angers. Maroc là tên của một quốc gia masculine bởi vì cái tên này kết thúc bằng ký tự C, là một ký tự khác ơ, chúng ta để dùng giới từ O, A, U. Je suis né au Maroc, ở thành phố Tangier. Tangier là tên của thành phố, chúng ta dùng giới từ A, A, Tangier. Câu B, tôi cư ngụ ở bên Đức, ở thành phố Berlin. Đức là một quốc gia feminine bởi vì nó tận cùng bằng ký tự ơ, chúng ta dùng giới từ on. Ở thành phố Berlin, tên thành phố thì chúng ta dùng giới từ a. Câu số 3, Pierre sinh ra ở thành phố Paris ở bên Pháp. Paris là tên của một thành phố thì chúng ta dùng giới từ a. Pierre est né à Paris. Ở bên Pháp, Pháp là một quốc gia feminine bởi vì nó tận cùng bằng ký tự ơ, thì chúng ta dùng giới từ on. Câu kế tiếp D, Clara cư ngụ ở bên Mỹ, ở thành phố New York. Nước Mỹ là tên một quốc gia số nhiều, chúng ta dùng giới từ A, U, X. Và New York là tên của một thành phố, chúng ta dùng giới từ A. Câu ơ, Yan sinh ra ở bên Trung Quốc, ở thành phố Bắc Kinh, Pekin là Bắc Kinh. Thì chúng ta thấy Trung Quốc là tên của một quốc gia giống cái bởi vì nó tận cùng bằng ký tự ơ. Vậy chúng ta dùng giới từ an, Yan est né en Chine. Ở Pekin, Pekin là Bắc Kinh, tên của thành phố, chúng ta dùng giới từ a. Tôi đọc lại cả câu ví dụ luôn. J'habite au Pérou, à Lima. Tên quốc gia, tên thành phố. Je suis né au Maroc, à Tangier. Tôi sinh ra ở nước Maroc, ở thành phố Tangier. J'habite en Allemagne, à Berlin. Tôi cư ngụ ở bên Đức, ở thành phố Berlin. Pierre est né à Paris, en France. Pierre sinh ra ở thành phố Paris, ở bên Pháp. Clara habite aux États-Unis, à New York. Clara cư ngụ ở bên Mỹ, ở thành phố New York. Yann est né en Chine à Pékin. Anh Gian là sinh ra ở bên Trung Quốc, ở thành phố Bắc Kinh. Và ở bài tập kế tiếp, người ta yêu cầu chúng ta cũng dùng các giới từ đứng trước danh từ thành phố và danh từ quốc gia để chúng ta xếp lại những câu này cho nó trật tự. Ví dụ, người ta cho một chuỗi chữ như thế này. Chúng ta cần xếp lại cho nó trật tự thành một câu có trật tự. Và để làm cái công việc này, trước hết chúng ta phải tìm ra cái động từ. Có thể là có 2 động từ. Rồi sau đó chúng ta tìm cái danh từ để làm chủ từ cho nó, hoặc là một cái đại từ làm chủ ngữ cho nó. Rồi kế tiếp mới là các cái từ để bổ nghĩa. Ở câu này chúng ta có, đây là có một cái động từ là né này. Je suis né này. Thì câu này có nghĩa là tôi je suis né. Và bây giờ tôi sinh ra thì sinh ra ở quốc gia en Argentine, à Buenos Aires. Thì chúng ta có thể ghi câu này theo cái trật tự như sau. Je suis né en Argentine
virgule a buenos aires. Ở đây chúng ta có cái dấu accent aigu. Je suis né, tôi sinh ra ở bên Argentina, đây là một quốc gia feminine. Chúng ta dùng giới từ en ở thành phố a Buenos Aires. Đọc theo đúng tên của tiếng Espanol thì đọc là Buenos Aires. Nhưng mà người Pháp có khi họ đọc theo cái âm của người Pháp, họ đọc là Buenos Aires. Câu số 2. Cô ta Sara là người Hungary. Cô ta cư ngụ ở bên thành phố Budapest. Sara e Hongroise. Chúng ta thấy để như thế này bởi vì sau chữ Hongroise chúng ta thấy có dấu phẩy này. Thì chúng ta để cái câu này như trước để cho nó đi có dấu phẩy cho nó hợp lý. Rồi sau đó chúng ta nói tiếp cô ta cư ngụ ở Budapest là thủ đô của nước Hungary, của nước Hungary. Và ở đây chúng ta thấy là có hai động từ. Thì chúng ta có thể đặt câu này ra đằng trước, đặt câu này ra đằng sau. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì không thể, là bởi vì cái chữ Hungary này, nó có cái dấu phẩy. Thì là chúng ta phải đặt đằng trước. Nếu chúng ta đặt cái câu này ra đằng trước, câu này ra đằng sau, thì sau câu mà tự nhiên có cái dấu viết nguyên dấu phẩy thì nó không có hợp lý. Như vậy chúng ta dựa vào cái dấu phết này, chúng ta đưa cái động từ và cái câu này ra đằng trước. Sarah e Hongroise. Elle habite à Budapest. Ở câu này cũng như vậy. Nina, chúng ta thấy ở đây có cái chấm này. Về Portugal đi sau cùng. Rồi ở đây có Lisbon. Có cái phẩy thì chúng ta để cái Lisbon này ra đằng trước. Nina cư ngụ ở Lisbon bên nước Portugal. Bởi vì hai cái địa danh này cùng trong một quốc gia, chúng ta để cái này trước hay để cái này sau cũng được. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta dựa vào cái dấu phẩy, chúng ta phải để cái thành phố ra trước, quốc gia ra sau, ra phía đằng sau. Nina là tên của một nhân vật. Abit, Nina cư ngụ à Lisbon. Lisbon là thủ đô của Bồ Đào Nha. Và chúng ta thấy ở đây có dấu phẩy. O Portugal. Đây cũng như vậy. Lionel là chủ ngữ. Lionel cư ngụ ở Johannesburg on Afrikaans, bởi vì đây là hai địa danh ở trong một đơn vị, ở trong một quốc gia. Đây là tên quốc gia, đây là tên thành phố. Nhưng mà chúng ta thấy tên thành phố có cái dấu phẩy, thì chúng ta đưa cái yếu tố này ra đằng trước, đưa cái yếu tố này ra đằng sau, bởi vì nó có cái chấm. Lionel. Và như vậy chúng ta đã điền tất cả các yếu tố này xuống đây rồi. Lionel habite à Johannesburg en Afrique du Sud, tên một quốc gia ở Nam Phi. Ở đây cũng như vậy, chúng ta thấy Nips là tên của một nhân vật này, được sinh ra ở, và chúng ta thấy ở đây có hai địa danh, thấy hai có danh từ. Vậy chúng ta thấy cái chữ này có dấu phết, thì chúng ta để cái này trước. Nip. E. Né à Londres. Phải, bởi vì trên này người ta cho chúng ta cái Londres sau có dấu phẩy. Anh ta là người Anh. Chúng ta cùng nhau đọc lại các cái câu này thì theo cái trật tự của nó. J'habite à Madrid en Espagne. Madrid là tên thành phố. Chúng ta dùng giới từ à. Espagne là tên của quốc gia. Quốc gia này là giống cái. Chúng ta dùng giới từ en. Je suis né en Argentine à Buenos Aires. Tôi sinh ra ở bên Argentina, ở thành thủ đô Buenos Aires. Như vậy Argentine là tên của quốc gia, giống cái. Chúng ta dùng giới từ en. Buenos Aires tên của thành phố. Chúng ta dùng giới từ à. Sara e Hongroise. Ashcom không phát âm. Etongroise. Elle habite à Budapest. Nina habite à Lisbon, au Portugal. Lionel habite à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nips est né. Ở đây có cái dấu mũ. Est né à Saint-Aigu. À Londres, il est anglais.
Và phần cuối cùng, người ta yêu cầu chúng ta ôn lại ba cái động từ être, avoir và s'appeler. Conjugué, les verbes, và chúng ta phải chia ra cho chúng ta điền vào đây. Người ta cho sẵn động từ nguyên thể ở trong ngoặc đơn, chúng ta phải chia ra. Conjugué, les verbes, và các bạn hãy chia các động từ sau đây. Ví dụ, Marie est française, chị Marie là người Pháp. Câu A, Pierre, 35 tuổi, ở đây chúng ta phải dùng động từ avoir, và đây Pierre là ngôi thứ ba số ít. Pierre a 35 ans. B, tu, động từ s'appeler, bạn tên là Frank phải không? Động từ s'appeler chia như sau. Tu t'appelles Frank. Câu số 3, chúng ta thấy có động từ être. Léonie sinh ra ở bên Australie. Léonie là con gái. Thì chúng ta vào ngôi thứ ba, chúng ta để ngôi thứ ba số ít của động từ être. Ene và ne này có âm ue bởi vì đây là một cô gái phái nữ. Câu D, Paul et Victoria. Như vậy chúng ta thấy chủ từ là số nhiều, có hai nhân vật Paul và Victoria. Như vậy động từ être phải ở số nhiều. Paul et Victoria sont Espagnol. Anh Paul và chị Victoria, họ là người Espagnol. Và câu cuối cùng, câu này là ngôi thứ ba số ít. Il s'appelle Christophe. À, chúng ta đọc lại 5 cái câu ví dụ này. Pierre a 35 ans. Tu t'appelles Franck. Léonie est née en Australie. Paul et Victoria sont espagnols. Il s'appelle Christophe.